Rồi, chào mừng các bạn nha. Hôm nay các bạn hãy thách thức tôi dỡ hết một cái số cây đầu khô như trên cái một cái đồng rất là rộng bao la như thế này. Để làm gì? Để bắt con dê. Bắt con dê, hãy thách thức tôi nha. Tôi cùng với những anh trai làng này sẽ bắt rất là nhiều dê về làm một cái món ăn rất là ngon. Đó là dê... dê gì anh? Dê gì? Dê đá, dê thòn. Dê đá nha. Chúng ta sẽ có một... dĩa thức ăn dưới đá thật là thú vị, nhưng trước hết hãy thách thức tôi. Chúng tôi sẽ dỡ cái này để bắt con dế này. Đây, bắt dế, bắt dế, bắt dế này, bắt dế. Đây, đây. Đây, một con dế. Đây này các bạn thấy không? Đây là con dế này. Đây, đây hiện con dế đá thấy chưa? Đây đó, con dế đá đây. Đây, chúng tôi sẽ thực hiện một cái công đoàn bắt dế đá thật là thú vị bên cánh đồng và dòng sông của thành phố. Vâng, xin mời quý vị theo dõi hết video. Ủa, ban đêm nó cũng nha. Tìm mái tìm trống với nhau đó hả? Được mới đỡ. À đấy hả? Con mà cánh tía là con trống, mà con mà không cánh tía là con mé. Mô anh chị, con mua cánh tía không có rõ mô. Đây, như con này là trống nè. Rồi đợi xíu nha. Trống mé khót rọt này nhau. Ờ à, vậy hả? Ơ à. Nhìn đây. Ngon quá. Rồi phân biệt nè. Đi. Đó, con mé nè, con trống nè. À, con vào đời xí chụp hình nha. Con mái là con bên trà, bên phải nè. Con mé nè, con trống nè. Rồi, đúng rồi, nhớ rồi. Cái lông cánh hăng đó, phân biệt lông cánh nè. Lông cánh cũng khác nhau, lông hoàn toàn nè. Lông cánh có bông nè, trống có bông nè. À, đúng rồi, có bông đó. À, rứa thì quá rõ ràng đi. Rứa thôi thì con đá là con đực mới đá chứ. Thì hơi con đực dành đó. Đó, con đực mới đá. Đó, kia mới thôi chứ. Vui quá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại nha. Hôm nay là xin mọi người hãy dành ít thời gian để cùng chúng tôi trải nghiệm một hoạt động thú vị ở ngoài cánh đồng quê cùng với các anh em ở đây. Đó. Vậy là chúng ta sẽ có một hoạt động rất là vui nữa, thú vị trong những cái ngày phải nói là không có việc gì làm và chờ đợi cho cái đại dịch Covid nó qua, thì chúng ta hãy cùng tham gia một trong những hoạt động lý thú. Ý là mình bắt hết cùng này rồi mình qua cùng kia đi. Còn nhiều quá mà bắt chi hết mà. Nè, đúc dưới đất còn, đúc dưới lỗ này nè. Như vậy là hắn vừa sống trên mặt đất mà vừa có cái lỗ anh. Không có, đứng ở đất ron mà không ở đất bạn. Cái này nó trả ná, nó trừ lên. À, hắn ở dưới nhưng mà nóng rồi. Đất, hắn nhớ đạo vậy. Dạ. Còn nó trừ lên cho mốt. Dạ. À, rứa là hắn có trước đây khi đầu đang trồng rồi hả? Ở dưới đất này à. Ồ, vậy hả? Ở dưới đất á. Dạ. Rồi mình nhớ đạo cái mình sợ cái nó trừ ra. Đó. Này hồi xưa là bắt với con này về quay đó, đá lộng. À, đá hai con đá nhau nè. Dưới đó. Đúng rồi, đúng, anh nhớ rồi. Nhưng mà lâu rồi không chơi. Nhỏ là bắt cái dế này về nuôi đó nè. Dạ. Rứa rồi thì hắn có nhiều là dế không hay là chỉ một là dế này thôi hả? Dế thòn, dế đủ kiểu, dế bào đi. Dế bào à? Wow, đó đó nhiều quá. Không kịp đúc cái đất liền đất rồi. Mình gỡ lên một người gỡ còn một người bắt dí tung tung đúc đất liền kiến không đang ở chỗ rồi. Đồ mà tốt mà hơi á. Biết 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 là bờ nào đang ngủ đó còn nhiều mà. Nhưng mà cái hay cái là hắn không kịp chung xuống dưới này. Không tìm ra cái lỗ của hắn phải không anh? Đúc đất liền nhanh quá. Nhanh không? Quá nhanh. À. Đã không kịp mà. À đây. Đã không kịp. À, thích. Con nhỏ là không bắt nè. Không, nhỏ. Nhỏ bắt được đi. Để vài bữa nướng to lại á. Này mưa xuống bắt nó xuống. Mưa xuống đất ướt rồi lại cho làm hết. Mưa hả? Mưa chật nhẹt rứa rồi, nằm trong chật bẹt là nằm trên dây dạ đạo này, nằm trên chỗ đất chẹt rồi. Đất chẹt dài rồi là bây giờ. Có không có rời như thế nữa. Dạ. Wow, đây.
con bự chắc to xong sáu này, sáu này để dưới đi đó. Ồ, vui quá. À, cho mình hỏi là các bạn có muốn đến đây để tham gia cái hoạt động này không? Thực sự rất là vui. À, chỉ cần dành khoảng 1 tiếng đồng hồ vào buổi chiều mát mẻ thôi. Đó, 4-5 giờ gì đó. À, các bạn inbox riêng cho mình nha. Nhắn tin cho mình. À, này mình chỉ cái địa điểm lên cho đây chơi. Chơi là chính. Còn ai mà thích... Ai mà thích ăn uống nữa thì có những anh trai làng ở đây rồi rủ nhau ra đem cái món này về chiên xào rồi nhậu luôn. Nhưng mà đối với những người dân thành phố như mình á thì lên đây bắt cái này chơi là thú vị rồi. Chưa nói đến gì ăn nhậu phải không các bạn? Đó. Nếu mà cảm thấy thú vị thì các bạn nhớ là like và chia sẻ video này cho chúng tôi nghe. À, đăng ký kênh nha quý vị. Nhớ nha. Như vậy tính ra là hắn khoảng đây chào mừng anh em đến với hoạt động rất là thú vị của chiều hôm nay. Trên một cánh đồng ở đây gọi là đậu. Cánh đồng đậu làm xong được mấy ngày. Đó, bây giờ là đố các bạn là các anh trai này đang làm gì đây? Đố các bạn biết. Ờ con gì đây? Bắt con gì đây? Bắt con gì đây? Đó, nhiều quá, rất là vui. Rồi, các bạn nào rảnh thì ra cái cánh đồng này. Trước đây là dùng để trồng đậu á các bạn. À, ngay cạnh bờ sông luôn. Thì là tham gia cái trò này vui lắm. Với những chàng thanh niên ở miền quê của thành phố Đà Nẵng ấy quý vị. Đó. Coi xong cái clip này là mọi người đoán được chúng tôi đang bắt con gì đây nè. Bắt con gì đây. Mọi người hãy tiếp tục xem và theo dõi thử chúng ta bắt nó như thế nào và vì sao nó nằm ở dưới này. Vì sao nó nằm dưới này. Đó. Ô, oh, bắt rồi. Cái này dính chỗ mới bắt được. Đúng rồi. Như vậy là ở dưới này rất nhiều nhưng mà phải hai anh em, hai người hai bên nha. Đó, dí hai bên, một người dí bên phải, một người dí bên trái thì mới bắt được cái con này. Đó. Rồi, rồi qua bên này đó, đó. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn anh em ơi. Ok. Wow, trời tối loạn nhiều lắm. Rồi. Đây đây đây. Rất thôi từ từ mình dỡ từng cái lên mình bắt cho vội gì anh. Chiều liền. Không ý là hết cùng này đến cùng kia nữa. Từ từ mình bắt cho em quay con đó. Con này là con gì anh ơi? Dê thòn, dê con, đá. Dê thằng sữa. Dê đá hả? Ừ, dê thòn đá. Dạ. Dê thằng đá, cái tên hay quá. Đây, còn nhiều nữa, còn nhiều đây. Wow, trong này nhiều lắm các bạn ơi. Trong này nhiều lắm. À thì à, mình bắt con này về làm chi này? Um hả? Um có... Món này ăn được hả anh? Yeah, trời ơi, hấp dẫn quá. Mới lần đầu chúng tôi nghe các bạn ơi, đúng không? Các bạn cũng như tôi nè. Về là và xào dâu ăn luôn nè. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Con nước lụt lên mà lụt đừng có lâu chứ, lâu đâu chết ra. Bù cái nhà. Ngoài cái nhà. À. Sao chị dế, dế quá chị. Cho mình cái. Dài lắm hả? Tiền đường đi chứ hả? Nó lọt hết. Bụng của tao cho cháy nó đậm nè.
Con bự nhất nữa trời. Màu bự bự lắm à? Ừ. Đúng. Ô, có chữ không gần đại. Trời trời. Con bự ná rồi. Trông trùng trục á. Ừ. Như vậy chục chữ. Chắc ăn thơm ngon lắm anh đi. Béo. Béo lắm. Đây phải nói là một trong những loài động vật làm thức ăn mà sạch nhất. Sạch luôn, rất là sạch. Ở ngoài cánh đồng như thế này thì quá sạch luôn. Thơm béo bổ dưỡng này. Vâng, như vậy là từ chiều tới giờ đã chạm vàng tối rồi. Chúng tôi đã có một cái hành trình bắt dế rất là thú vị và rất là mệt luôn. Và bây giờ là tối rồi, không thể bắt được dế nữa. Chục con dế không trúng, cho nên đành phải về thôi. Như vậy là thách thức chúng tôi bắt dế, một cái trải nghiệm rất là thành công. Không có niềm vui nào bằng cái niềm vui mà về quê, về những cái cánh đồng ruộng lúa để bắt dế cùng với bà con, cùng với những anh chàng thanh niên trong làng, để trải nghiệm những cái giây phút thú vị và tìm lại tuổi thơ tôi, thưa quý vị. Đó cũng chính là lý do, những cái mục đích chính mà kênh của chúng tôi muốn đem đến trải nghiệm với quý vị. Đó, nếu quý vị yêu thương thì hãy like và chia sẻ video này, cũng như bấm vào đăng ký kênh để Discover Việt Nam TV luôn luôn phát triển và đồng hành. Hãy lan tỏa tinh thần yêu quê hương đất nước với Khám phá Việt Nam TV. Vâng, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.